mọi người, đây là lần đầu tiên mà Rưu chơi TikTok luôn. Cái video này là Rưu sẽ ghi lại những cái cảnh hậu trường của Rưu. Hôm nay Rưu sẽ làm hai xu hướng. Cái đầu tiên là đôi đũa thần kỳ, và cái thứ hai nữa là thập niên 80. Đây, đây là cái đống đồ đồ ngoài chợ đúng không Hương? Đồ ngoài chợ. Rồi, đây là cái phong. Còn đây là bông hoa chích chà, có cái áo vú. Còn đây là đồ cổ trang mà Hương đã đi thuê. Bình thường khi mà Rưu quay video YouTube á, là có hai người là Rưu với anh bé chó. Mà quay TikTok thì lại cần tới ba người. Ghê không? Ghê không? Suy ra là quay TikTok tốn kém hơn rất là nhiều so với quay YouTube luôn. Yeah, bây giờ quay cảnh đầu. Thì mẹ giống kiểu như là cười miễn chi hay cái gì đó. Rồi, ok. Nani? Trời ơi. Tại vì lần của ta sẽ là hất dài chứ nó vào một cảnh thôi mà hất dài nó hoàn cảnh. Thì lần quay đó, vô giống không chị bị quay dạ. Ngược trở lại là lúc mà chị quay ngược trở lại là lúc mà chị mặc cái bộ đồ khác rồi. Hất gì nè chị. Đó. Bấm chưa? Bấm chưa? Nhìn đi vô giống như con vậy sao? nhìn vậy nó khác, tại mấy đứa kia nó thùy mị rồi mà chị không thùy mị được. Vô. Không ngờ là TikTok khó vậy luôn á. Rồi quay kiểu đập mặt vô tường xong rồi đập người vô tường mấy cảnh mới xong được cảnh đầu tiên. Thì bây giờ Rồi sẽ chuyển sang cái cảnh tiếp theo là đi nấu mì để làm cho cái đôi đũa thần kỳ. Đây là con mì. Đây là mì gì ta? Đây là mì A1. Để nước sôi. Đây đôi đũa thần kỳ, đũa này mua nhiêu vậy? 76.000, 5 đôi. 5 đôi, 1 đôi. Tôi sẽ give away 4 đôi còn lại. Có nhân vật mới xuất hiện. Ủa cô ca. Hello. Hello. Mẹ đang nấu mì nè cô ca. Cho cái chi bạn. Cô ca chơi em. Rồi bây giờ tôi sẽ chế mì nha. Đây là bạn trợ lý mới. Em tập về rồi để ăn mì cho nó ngầu. Chù cha. Tập về gì mà hở hang luôn. Chặt xíu, chặt đằng sau thôi đúng không? Đúng rồi. Chặt nhẹ đúng không? Đúng rồi. Là cái mặt kiểu bự bự vô. Con này mới bự đây. Con này mới bự. Làm gì vậy ca? Rồi lại nha. Bắt đầu in như là đổi đúng không? Vô cái đũa đúng không? Tại vì coi lại nghe nha, khoan. Để em cắt cái nhạc cho coi. Bây giờ thì Rưu sẽ make up và làm tóc để cho cái thập niên 80 trước, tại vì nó đơn giản. Rưu đã xong cái make up thập niên 80. Kiểu như là nhìn vô gương thấy mình rất là ác luôn á. Hên là không sanh ra vào thời đó. Nếu không chắc không hay chơi. Rưu sẽ thay đồ. Bộ đầu tiên là bộ này. Này em bố đầu vậy Hương? Dạ cốt mắt. Cốt 297.000 cốt mắt. Bạn có thể xuyên không về những năm 80. Chưa bấm play. Ôi dạ. Quần cho Rưu mượn, còn đây là cái áo. Áo gì đó? Áo này ở siêu thị hay là mua ở đâu? Mua ở tiệm đồ cổ. Tiệm đồ cổ. Áo 300.000. Áo sông lan 300.000. Ôi cái này Spiderman. Ồ cái này được nè, cái này được với cái áo. Này được nè, này được. Còn bây giờ sẽ là outfit thứ tập 3. Rồi bây giờ outfit cuối cùng sẽ là một cái đồng xanh. Rồi xong. Mặt quá.
tiên Rư hóa trang, cổ trang cho nên làm đại. Chắc là lên TikTok thì mọi người cũng sẽ không có bắt bẻ mình dữ lắm. Mới đầu Rư định là 4 giờ xong, mà giờ chưa xong. Đang phải uống sữa cầm hơi vô. Ok, đó, ok. Chị nghĩ là cây ở trên phải ngắn, cây ở dưới phải dài nó mới đẹp chứ. Đây, đó. Cây nó đẹp cho ngắn chứ. Xíu chị cầm gì nè, xíu chị bỏ ra. Ủa quay chưa này? Quay chưa? Quay chưa? Quay vậy đó. Con gái con gái kia, con gái mẹ. Chào ơi, mẹ nhé. Bé thầm mẹ, bé thầm mẹ. Giấu mặt. Ra tới chưa? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Chào ơi, mẹ nhé. Sợ, sợ, sợ. Mẹ nhé. Mẹ này kia. Nó chỉ vô cái bô. Nó chỉ vô cái bô. Nó chỉ vô bô. Bô. Ở đây hôn mẹ cái đi. Bô hôn mẹ cái. Cá ôm mẹ. Cá ôm mẹ. Cá hôn mẹ cái. Mẹ đâu? Mang quần đi chơi nè. Mẹ đâu? Ừ, mẹ mẹ chỉ nhìn mẹ cái chi. Nhìn mẹ cái chi. Ồ, hôn mẹ ông, hôn mẹ cái. Rồi. Bye bye. Bô. Bye bye của Hương đi. Bye bye của Hương đi. Bơ. Rồi bây giờ sẽ làm một tấm Instagram. Trả hết 400 ngàn tiền mướn luôn. Và đây là khung cảnh bừa bộn. Quá bừa. Ờ. Có mớ tóc giả kia kìa, gớm không? Chu cho. Trời chưa xài tới cái bông kìa. Ờ đây đây đây. Chu cho. Ghê không? Chu cho cái đầu ấy. Quay lòng vòng cái đầu ấy. Con này nó xả. Bây giờ đã là 5 giờ và tụi mình đã tốn 5 tiếng cho video TikTok. Không, cho 2 video TikTok đầu tiên à. Cho nên là nếu như mà các bạn xem đến đây mà chưa follow TikTok của Rư thì hãy nhấp follow ngay nha. Rất là cảm ơn hai bạn ngày hôm nay đã hỗ trợ Rư là Hương và Huyền. Nhớ cho video này một like và đừng quên subscribe channel của Rư nha. Bye.